Xin chào các bạn, tôi Lương Trailer đã rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về quá trình thi công trọn gói từ đường của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Anh Hóa để giới thiệu qua một chút về cái địa điểm chúng ta đang đứng và thông tin công trình mà chúng ta thiết kế và thi công trọn gói. Ở đây thì chúng ta đang thi công công trình tại xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho gia đình nhà bác Tùng. Bác Tùng. Dạ vâng. Họ Vũ. Dạ vâng. Dạ. Quy mô của công trình tổng thể về khuôn đất cũng như các cái công trình mà chúng ta xây dựng cho gia chủ là như nào? Khuôn đất của chúng ta ở đây thì gần 500m². Đó, trong đó cái diện tích xây dựng công trình từ đường thì với gần 80m² mặt bằng, với chiều rộng là 8m5, chiều sâu là 9m3 tính cả cột đèn. Và công trình nhà phụ? Công trình nhà phụ ngang ở đây thì 5m. Đấy, những công năng như nào? Đó. Công năng ở đây chúng ta sẽ gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách anh ạ, có vệ sinh khép kín. Rồi, đây là cái nhà cũ, sau này sẽ bỏ. Nhà cũ từ trước, từ lâu rồi. Còn lại là không gian sân vườn, và các bạn thấy là từ đây chúng ta vẫn có thể đi xung quanh công trình từ đường. Dạ. Đó. Và hàng rào cũng sẽ làm lại toàn bộ cũ, sau sẽ trang trí lại. Rồi, thế thì gian giữa là bao nhiêu và hai gian hai bên bao nhiêu anh Hóa? Gian giữa là lớn nhất với diện tích là 2m9, hai gian xung quanh là 2m7. Và công trình ở đây, đặc biệt là công trình ở đây chỉ thờ gia tiên thôi. Chỉ thờ gia tiên? Dạ vâng. Chỉ thờ gian giữa thôi. Gian giữa, còn gian bên cạnh thì sẽ đặt một cái sập gỗ tủ ly cũng như là tủ chè trường ký. Ở đây chúng ta còn những cái hạng mục gì để làm lốt cho gia chủ nhỉ? Đây thì chúng ta còn cái hạng mục là cột đèn bằng đá. Rồi. Cũng như là bậu cửa, ngưỡng cửa. Và sơn nốt cho gia chủ. Sơn nốt. Và phần nội thất đúng không ạ? Dạ vâng. Đó. Thì các bạn để xem qua về cái kiến trúc phía bên ngoài công trình. Thì cũng giống như các cái công trình khác thôi, nhưng mà mỗi công trình sẽ có một cái điểm đặc thù để chúng ta đưa vào. Đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái lớp sơn màu vàng, đây không phải là sơn màu vàng nữa các bạn nhé. Đây là gì ạ? Cái phần bạc của anh Hóa. Dạ vâng. Tại vì trong quá trình mà chúng ta thi công thì không thể tránh được cái phần gì ạ? Thô ráp, sần sùi đúng không? Đúng chúng ta sẽ mài và chúng ta bả, sau đó chúng ta với sơn. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây là cái màu sơn mà gia chủ đã gì ạ? Chọn. Đó. Thì, cái phần hè này là bao nhiêu mét? Hè này rất rộng. Cái hè này rất là đặc biệt nhá, tại vì khi mà thiết kế thì bác đã yêu cầu rồi. Chúng ta phải thay đổi rất nhiều. Ở đây chiều hè này là 1m85. Tại vì ở đây bác có nói rõ là sao bác sẽ ngồi ghế ở đây đánh cờ ở đây đấy. Đánh cờ ở bên ngoài đấy cho nó mát. Dạ vâng. Giải chiếu hoặc là có thể là cái bộ bàn uống nước ngoài này luôn đấy. Dạ vâng. Nhà bác có 3 anh em. Đấy, sao sẽ tập trung ở đây. Các bạn thấy là cái cách trang trí hiên này chúng tôi sử dụng là chi tiết về trồng dương. Dạ. Các bạn để quan sát về phần dùi và đòn tay của chúng tôi ở đây. Đó. Thì công trình này thì là gì ạ? Là nó khác biệt so với những công trình khác ở những gì ạ? Cái phần dùi đúng không ạ? Chúng ta không làm chỉ. Dạ vâng. Gia chủ thích cái phần phẳng view như thế này. Dạ vâng. Tùy sở thích mỗi gia chủ các bạn nhé. Còn phần đòn tay thì chúng tôi có làm. Đó. Và các chi tiết trồng giường, hoa văn thì bạn hãy quan sát. Đây sau này chúng ta sẽ lắp gì ạ? Ngưỡng cửa bằng đá, bậu cửa bằng gỗ đúng không ạ? Công trình này rất là đặc biệt, mọi người nhìn thấy là công trình này do tính chất là thờ gia tiên các thứ nên là lát những cái viên gạch rất là đẹp anh ạ. Đúng rồi. Đấy, gạch cũng này phải đặt màu hơi đỏ đỏ đúng không ạ? Dạ vâng. Gạch xịn đấy anh ạ. Đặt có những cái chi tiết hoa văn trang trí ở giữa những viên gạch đó. Này rất là đặc biệt. Đây các bạn, cái mẫu này cũng để là các bạn tham khảo. Mẫu này rất là đặc thù ấy. Dạ. Nó khác biệt. Và nhìn này thì gần như gì ạ? Cảm giác nó sẽ không có mạch đúng không anh Hoàng? Dạ vâng. Nền bên đó. Trong thì sẽ cao hơn nền ngoài một chút đấy anh ạ. Đó. Các công trình khác thì khi mà lát cái bậu cửa là người ta sẽ không hình dung được. Đúng rồi. Ở đây thì mọi người nhìn rõ luôn. Rồi, chúng ta cùng vào bên trong. Gian này là bao nhiêu mét anh? Gian đây chính là gian mọi người đứng thờ tự các thứ. Gian này là 3m8. 3m8. Dạ vâng, làm lễ. Sâu bên trong chúng ta sâu bên thờ. Trong là 1m5. Đó. Và bên này thì chúng tôi làm những cái sườn theo kiểu là giả gỗ cho bác, và sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành sơn lốt. Sơn giả gỗ đây là gọi là những cái măng anh nhá, măng giả gỗ. Đúng rồi. Cái khác biệt của công trình này nữa các bạn để thấy là cái phần cửa sổ chữ thọ thì chúng tôi làm bằng nhôm đúc. Dạ vâng. Đấy, thì anh Carman có thể là quay cả bên trong và bên ngoài cho gia chủ xem. Cũng rất là hay và bền đúng không ạ? Đúng rồi. Ưu điểm là cả là gì ạ? So bền. Với cái kiểu là bằng xi măng. Chắc chắn. Chắc chắn, bền và nhìn sang hơn. Dạ đúng vâng. Không? Đó. Còn cái khác biệt nữa các bạn thể thấy là ra hai gian hai bên thì chúng tôi sử dụng là dạng ghi bằng chữ tiếng Việt. Dạ đấy, ngày cất nóc và ngày động thổ anh ạ. Còn ở giữa này chúng ta ghi chữ nho đúng không? Dạ vâng. Đấy. Đấy, hệ thống cột mọi người nhìn thấy cột đồng đồng, nhìn rất sướng. Đấy. To. Đấy, các bạn có thể cùng tôi với anh Hóa cảm nhận chi tiết về hệ vì kèo rồi các cái chi tiết trang trí dui mè để xem cái độ hoàn thiện rất là tỉ mỉ và kỳ công của công ty chúng tôi.
Đó, cái công trình này lại khác, chả giống cái gì công trình khác đúng không anh Hoàng? Dạ vâng. Thứ nhất là có một cái hiên rất là rộng. Nếu mà các bạn mà thích hiên giống như công trình của bác Tùng ở đây thì có thể tham khảo cái hiên này. Thứ hai, chi tiết gì ạ? Cửa sổ chữ thọ. Cửa sổ chữ thọ. Nhôm đúc. Dạ. Thứ ba đây là gì ạ? Là về phần gì ạ? Phần măng đúng không? Dạ vâng. Măng ở hai bên chúng ta trang trí. Cái nữa đó là gì? Cái phần mái chúng ta cảm giác cũng gì ạ? Rất là thoáng, cao hơn so với những công trình khác đúng không anh Hoàng? Và cái nữa đó là cái gì ạ? Cái phần màu sơn. Công trình này thì chúng tôi sử dụng cái tông màu nó hơi đậm hơn một chút. Dạ vâng. Đó thì tùy mỗi gia chủ thì sẽ có những cái điểm nhấn nhá mà chúng tôi sẽ đưa vào trong khâu thiết kế cũng như khâu thi công. Và ngoài cái phần gì ạ? Chúng ta làm chung theo những cái tiêu chuẩn quy chuẩn của công trình từ đường nhà họ thì chúng tôi sẽ đưa nét riêng của gia tiên hoặc là nhà của dòng họ đó vào đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Đấy, xung quanh ở đây thì chúng ta không lát đá dối mà chúng ta lát đá phần cốt không không. Đấy, nhiều thứ lắm. Thì hiện nay thì mọi người chắc nếu mà xem lần đầu tiên video này cũng đang thắc mắc là thì công ty chúng tôi đã làm nhiều chưa và khác biệt gì so với đơn vị khác thì anh Hóa có thể nổi bật cái phần này cho mọi người được không? Công ty chúng ta hiện nay thì làm khắp 63 tỉnh thành. Đấy, mỗi năm thì ký rất nhiều nơi và chúng tôi cảm giác thấy là đi đến huyện nào, xã nào đều như có những công trình từ đường của các dòng họ khác. Thì chúng ta đúng không? Bởi vì chúng ta là có cái đội thợ đã rất là lâu năm, gần như cả một xã chuyên làm thế này theo chúng ta luôn. Đấy, và cái thứ hai là những cái vật tư vật liệu rồi đội ngũ kiến trúc sư, đội ngũ tư vấn thi công và thi công có được trải nghiệm rất là nhiều. Và chúng ta tập hợp được đội ngũ chuyên làm cái này tại vì chúng ta đã làm rất là nhiều rồi đúng không anh Hoàng? Dạ vâng. Đấy. Và cái hai là chúng tôi đồng bộ từ kiến trúc đến phần thi công các bạn nhé. Cái nữa là mọi người hay hỏi là hay người hay so sánh tại sao có nơi giá đắt giá rẻ thì anh Hóa để trả lời một cách thực tế nhất thì theo anh Hóa là ở điểm gì? Theo em là đầu tiên là do cái tâm của người làm việc. Đúng từ rồi. Cái đội ngũ kiến trúc sư thiết kế này. Triết lý của chúng ta là làm đẹp từ tâm rồi đúng không? Rồi, đến đội ngũ thi công không giấu giếm mà tư vấn hết mọi thứ. Đấy, chứ là mọi người chỉ hỏi sơ qua bên này báo thế này bên kia báo này đã đánh giá thì không đúng. Đó. Dạ vâng. Cái thứ hai là sự đa dạng đúng không? Dạ vâng, đa dạng về chúng ta có rất rất nhiều công trình đã lên thực tế rồi. Chúng tôi không nói lý thuyết hoặc là chúng tôi không dẫn bạn mà chỉ có 1-2 công trình. Cần thiết ý, các bạn có thể là liên hệ chúng tôi dẫn bạn đi một số các cái công trình. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể xem trực tiếp trên video chúng tôi quay rất là chi tiết rồi. Đấy, nhưng mà để nói lên sự khác biệt thì các bạn hãy đến những cái công trình từ đường mà họ đang báo cho bạn ấy. So với những công trình từ đường của chúng tôi thì các bạn sẽ thấy khác biệt hoàn toàn. Từ đường lép đến hình khối rồi đến cái độ hoàn thiện các bạn nhé. Đó. Và đặc biệt hơn là cái điều thứ ba mà không ở đơn vị nào có. Là các vị chủ nhà, chủ đầu tư đấy, không ngại lên hình và cho những cái lời nhận xét thực tế nhất mà mọi người chắc cần phải đi thì nó sẽ thực tế hơn. Nhưng mà ở đây thì mọi người nghe lời khắp 63 tỉnh thành đâu cũng có. Đúng rồi. Đó, vâng. Đó là cái minh chứng rất là rõ ràng và cụ thể. Thì hy vọng các bạn có một cái mẫu từ đường nữa để tham khảo cũng như hiểu hơn về cái quy trình của công ty chúng tôi. Thì hôm nay tôi trực tiếp xuống để kiểm tra đôn đúc anh em. Tại vì cũng rất là gấp rút rồi để còn bàn giao lốt cho gia chủ đúng không ạ? Dạ vâng. Đó, và nếu mà công trình hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại bạn một lần nữa để các bạn để thấy được cái độ đẹp và cái sự khác biệt của công trình chúng tôi so với đơn vị khác nhé. Xin chào và lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.